À, xin chào anh chị, hôm nay em Tân sẽ khui thùng hướng dẫn cách lắp ráp cũng như là mình giới thiệu lại cái mẫu xe mã số là XMX603, một trong những dòng xe là địa hình siêu mạnh nhất như hiện nay. Xe tải trọng tới là 70kg đối với cái khung xe, còn cái động cơ này thì nó có thể tải trên 100kg luôn nha anh chị. Rồi, hôm nay em Tân sẽ khui thùng và hướng dẫn lại cách lắp ráp cái xe này. Cái dàn phục nó cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Hiện tại bên em gồm có hai màu nha, màu xanh lính với lại là màu đỏ, kiểu dáng như là siêu nhân nhện vậy đó. Xe này thiết kế là hai ghế nha anh chị, yên được niệm da rất là sang trọng, hai bé ngồi. Đây, cái bánh xe đây, bánh xe rất là to luôn ha, sử dụng là bánh cao su đặc luôn nha anh chị. Những cái dòng xe tải cao đa số ở bên em Tân. Xe này hiện tại là trên thị trường Tân là bán khá là nhiều nha. Mỗi năm thì nó được thay đổi tí, nó cải thiện động cơ mạch điện, nói chung là nó làm càng ngày càng xịn sò hơn nha anh chị. Đây cái yên ghế này, yên ghế thì nó được là bọc da, mình nhìn cái màu đen. Màu xe rất là đẹp nha anh chị. Cái màu xe thiết kế theo kiểu màu siêu nhân nhện nha. Xe này lắp ráp thì mình là lật ngược cái xe lên nha anh chị. Mình sẽ lắp ráp cái dàn khung bánh trước và cái dàn khung bánh sau. Sau đó thì mình lắp động cơ vô nè, rồi mình lắp bánh xe vô và mình lật ngược lại ha. Đây, cái bịch này nha, ốc vít với lại là mấy cái đồ vặn. Sau đó thì mình lắp đầu tiên là cái khung khung phía trước nha anh chị. Đây, cái khung của động cơ trước. Ở đây nó có cái con ốc này nè, con ốc với tán nè, anh chị tháo này ra nha. Ốc tán anh chị tháo ra. Và mình lắp cái này vào nha. Mình lắp vào đúng cái vị trí nha. Đấy. Ngay cái phuộc. Rồi, sau đó thì mình lắp cái ngay cái trục động cơ cổ nha anh chị. Anh chị tìm một cái bắt cái trục ở ngay cái phuộc nha anh chị, cái trục ở ngay dàn phuộc này. Bắt ở đây nha anh chị. Anh chị vặn cái lục giác này ra. Mình vặn ốc ra. Rồi. Kích vô. Giảm xuống một xíu nha anh chị bằng cách ngay ở đây nè. Nó có cái vặn nè, mình điều chỉnh nha. Mình điều chỉnh nha. Nếu mà đường mà xấu quá thì mình chỉnh cho nó cao lên tí, còn mà đường bình thường thì cứ để bên tiếp tục. Thì mình lắp cái rắc của động cơ nè anh chị, nó có sẵn đây nè, mình cứ lắp vào, nó có sẵn thì mình cứ cắm vào thôi. Cái này là nó vào khớp hết luôn nha anh chị, mình cứ đưa đúng vị trí nó thì mình cứ cắm vào thôi. Cho bánh xe nó giống nhau thì mình lắp bánh nào cũng được hết. Rồi mình lắp vào, lắp vào động cơ nha. Rồi mình cho một cái lông đền bên ngoài. Rồi mình vặn ốc lại nha anh chị. Cái này mình cho hai cái lông đền luôn cũng được. Con ốc nó hơi dài nha, mình cho hai cái luôn. Rồi mình dùng cái cây vặn. Cây vặn này thì ở trong cái bịch linh kiện nó nhà máy nó tặng sẵn hai cây ha. Rồi. Đấy, lát cuối cùng là mình lắp cái mâm bánh nữa nha anh chị. Đây, mâm bánh như thế này, cái mâm bánh mình lắp đúng cái vị trí gờ nhựa nha. Đó, cứng nhắc.
Rồi tương tự thì những cái bánh bên lại, cái bánh bên bên còn lại mình cũng lắp vậy luôn nha anh chị. Mình cắt bỏ cái cọng dây này nha anh chị. Cái dây rút này nó cố định lại động cơ thôi chứ nó không có tác dụng gì đâu nha. Mình cắt bỏ luôn. Rồi tiếp theo là mình sọt cái thanh trục sau nha anh chị. Này, thanh sắt á. Nó có hai cái lỗ à. Vừa ấy giờ mình cứ sọt vào thôi, mình cân cho nó đều cái sắt là được nha. Sau khi ok rồi thì mình lắp phuộc hoặc là lắp động cơ trước cũng được. Bây giờ mình lắp phuộc đi ha. Lắp phuộc thì nó cũng giống như bên kia. Bây giờ mình sẽ cho cái động cơ vô cái trục nha anh chị. Anh chị nhét vô vị trí nha. Bánh xe hai bánh vô luôn. Đây. Lấy hai cây vặn này là anh chị siết cố định lại ha. Một bên giữ, bên xíu mình siết hết cỡ lại luôn. Sau khi mình lắp cái bánh xe, bốn cái bánh xe cũng như là động cơ hết thì mình lật cái xe lên nha anh chị. Mình lật xe lên thì mình sẽ lắp cái rắc bình ắc quy ở phía trước nha. Nó có một cái chốt nhựa, anh chị bấm vô rồi mình tháo cái nắp này lên. Rồi ở bên dưới thì nó có một cái rắc dây màu đỏ, anh chị cắm vô nha. Rồi ok, đâu thì mình thử nguồn nha anh chị. Rồi xe nó lên nguồn nha anh chị. Công tắc đỏ này là công tắc đèn nha, bật đèn mở đèn. Kế bên là cần số nha, nó cần số điện tử nha. Nó gồm có hai số tiến, một số lui nha anh chị. Và nó có cái công tắc chuyển đổi cầu nha, mình muốn chạy hai bánh hoặc bốn bánh đều được luôn nha anh chị. Rồi sau khi mà mình thử nguồn ok đó, thì mình lắp cái nắp lại nha anh chị. Đó. Rồi bây giờ mình lắp cái yên xe, cái cản ha. Rồi mình lắp yên xe trước nha anh chị. Đây, cái yên xe đây. Cái này nó có cái đường ray nha anh chị. Nó có cái đường ray sẵn rồi, mình chỉ cần là ấn cái nút ở bên dưới và mình kéo cái yên vô đúng vị trí là được nha. Đó. Mình cho nó chạy dọc theo cái ray. Rồi. Cách hướng dẫn cách lắp ráp cũng như là chi tiết thông tin của mẫu xe địa hình này nha anh chị. Cái cản trước. Xe này thì nó đơn giản nha. Đó. Rồi, mình lắp cái vô lăng vô. Xe này nó cũng có cái đồng hồ báo hiển thị là cái mức bình ắc quy luôn nha anh chị. Rồi kèm nhạc ok rồi nha anh chị. Tắt chìa khóa cho anh đỡ ồn nha. Đây nha anh chị. Ở trong cái bịch phụ kiện lúc đầu tiên thì nó có nè cái con tán với con ốc nha. Mình bắt xuyên qua cái vô lăng nha anh chị. Nó có cái lỗ sẵn mình canh xuyên giữa cái trục sắt của vô lăng với lại sắt của động cơ cổ nha. Rồi mình bắt vít lại là ok. Xe này thì nó chỉ phức tạp cái phần đầu tiên mình lắp phần bánh xe thôi nha anh chị. Còn những cái phần bên trên thì nó dễ lắm. Rồi ok. À còn một cái cuối cùng nữa nha. Đây nha anh chị. Em Tân tháo lại cho mình xem lại nha. Lúc nãy lắp nhanh quá mình chưa có để ý. Ở đây nha anh chị. Đây. Ngay chỗ bên ắc quy này nó có một cái cây trục nha. Cái lỗ này nè. Mình phải bắt một cái lông đền với lại một con ốc mình vặn lại. Tại cái đó là cái con ốc đầu tiên á. Cái video đầu tiên á là tầm cỡ một phút đầu tiên em Tân hướng dẫn cách lắp á. Rồi mình sọt cái trục sắt qua ha. Bây giờ mình vặn lại nha. Cho lông đền vô nha anh chị. Lông đền nhiều quá. Chúng mình sắt hai miếng luôn đi rồi cho mình vặn lại. Mình cứ dùng cây vặn con ốc lúc nãy anh chị. Cứ vặn chặt lại là ok ha. Chứ chặt lại hết cỡ tay là được. Nó không có bung ra đâu. Rồi. Mình đóng nắp lại thôi. Đây, cái nắp đây, nó có cái gờ nè anh chị nè. Nó mình ấn xuống. Bây giờ cuối cùng của xe nó còn cái cản ở sau thôi nha anh chị. Mình lắp vô phía sau thôi. Cái gờ này thì anh chị cứ ấn vô là được.
Bên này cũng vậy nha anh chị. À, vừa rồi là em Tân vừa hướng dẫn cách lắp ráp cái dòng xe là địa hình mã số là XMX603, một trong những dòng xe cao cấp hiện nay nha. À, bây giờ em Tân sẽ là quay chi tiết những cái phuộc cũng như là những cái linh kiện bên ngoài ha, anh chị đón xem nha. Cái bánh xe nó siêu to luôn nha anh chị. Đó, những cái đường vân của bánh cao su nè, xe địa hình nha, phuộc trước nè nha anh chị, phuộc trước. À, dọc theo xe thì có chữ là UTV MX được sơn 3D phuộc sau nha. Xe này bánh cao su chạy đã im rồi thì thêm cái dàn phuộc này nữa thì vượt mọi đường địa hình luôn nha anh chị. Cái khung xe này nó cho phép mình tải trọng được tới 70 kg lận, còn động cơ này tải trọng 100 kg là bình thường nha anh chị. Rồi, ok. À, vừa rồi là em Tân vừa hướng dẫn cách lắp ráp cái xe này. À, anh chị quan tâm cái mẫu xe này anh chị là inbox bên em hỗ trợ.